Và bây giờ xin phép các anh chị chúng ta bắt đầu làm việc Và thưa các anh chị là Sài Gòn nó sắp uh, Noel, năm nào cũng vậy Thế nên là thời tiết những ngày hôm nay phải nói là cực đẹp Nó chỉ được được khoảng 10 ngày thôi, đẹp nhất trong năm Và con gái Sài Gòn thì họ chỉ chờ mấy ngày nay thôi Để họ được mặc áo lạnh và họ ra đường đẹp tuyệt vời các bạn ạ Nhưng vì chỉ phải có áo lạnh thì nó mới tạo cái đẹp được Chứ đơn giản là cái sơ mi hở hết các kiểu nó chỉ đơn giản thế thôi Cho nên là những ngày nay thì ở Sài Gòn các con rơi tung hoành đẹp lắm Cho nên là, là các anh chị thấy đấy là tại sao hôm nay tự nhiên tôi, nên tôi, tôi khoác cái áo linh tinh ở đây Tại vì sáng đi nó lạnh Cái điều thứ hai nữa là mở bài cho các anh chị này rất là tuyệt vời hôm qua chúng ta giật được hoa hậu thế giới hòa bình đúng không? hòa bình thế giới đúng không của em Thủy Tiên và tôi rất là mệt nhưng mà khi bắt đầu khởi động cái cái tốt từ 10 đến tốt 5 thì chương trình nó khá dài tôi bỏ toàn bộ để tôi xem vì 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 đó là tự hào Việt Nam các nhà và nếu các anh chị xem xong các anh chị sẽ thấy rất là tự hào với cái ứng dụng của bài học chúng ta thì thấy rất là rõ Thủy Tiên ừ. Thủy Tiên là năm nay 23 tuổi người Sài Gòn các nhà và cô ấy học khoa tiếng Pháp đọc học nhân văn, Các Và và cô ấy đến nay hôm nay thì cô có ngoại ngữ Anh và Pháp như tiếng Việt. Tại vì ngay từ bé cô đã khoái tiếng Anh, cho nên là cô quyết định thi tiếng Pháp. Vì tiếng Anh là bỏ túi rồi, Bây giờ tiếng Pháp xong. Cộng với cả bốn ngoại ngữ nữa. Và cô ấy học tiếng uh, Thái trong phạm vi một năm vì nó thi ở Thái mà. Cho nên ngày hôm qua bài thi nó chơi tiếng Thái không à Đoạn đầu thì Thuyết trình bằng tiếng Anh Đoạn cuối Khuyến mãi khán giả tiếng Thái bằng tiếng Thái Khán giả Thái thì Trao lên, nó ao lên Đuổi hết đi Việt Nam vào nó tạo áp lực Cho ban giám khảo Các nhà Và năm nay 23 tuổi Chỉ giật bốn danh hiệu người đẹp Đủ các loại luôn nhưng mà trận này là trận quyết chiến chiến lược đấy, thành ra là cuối cùng á là chị ấy, là bốn tuổi hai bố mẹ bỏ nhau sống với gì đến đúng 18 tuổi chị ấy xin chào là con đi ở riêng từ lâu bàn lâu ghế cho nên làm tiếp tân khách sạn chơi tất thế thì ứng dụng bài học hôm qua người tài nó xuất thân từ đâu một từ gen bẩm sinh chưa? À? Cho nên là người ta rất quan tâm tới tính giai cấp của mỗi người. Cho nên ngày xưa vào Đảng thì Đảng yêu cầu là khai lý lịch ba đời rất là kỹ. Cái đó nó có tính khoa học của nó. Cái việc thứ hai mà tạo ra người tài á đó là do cái môi trường. Môi trường xã hội và môi trường tự nhiên. Sống trong môi trường tự nhiên khốc liệt thì nó đẻ ra những thằng tài kinh lắm. Cho nên người tài dân tộc của Việt Nam ấy hầu hết là ở miền trung cái giải đất nó thất lại thế này cho nên là anh hùng dân tộc ở đấy là nhiều nhất đứng về tần số và nó có môi trường xã hội cho nên cái cô bé này bỏ nhau từ bé bị dồn vào cái hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt cho nên là cô ấy tự lập từ năm 18 tuổi bươn trải quyết liệt bố mẹ coi như chào thân ái rồi gì là chào rồi cho nên nó chỉ, chỉ ăn được yếu tố đầu tiên chứ còn cái loại thì con nhà giàu giống du học loại về chỉ ăn cắm. tôi nói thiệt các chị mà trẻ trẻ nhà mình có điều kiện đi dồn con là khó khăn không khó khăn không thành công chắc chắn vậy thì chú phải tự dồn người ta gọi là kỹ thuật vượt sướng nhân tiện tôi mở bài với các chị điều đó và điều thứ ba đó là do rèn luyện anh chị ạ, à? một cô gái sống giữa đất Sài Gòn, tuổi đời nhóc con bé thiếu nhưng độ rèn luyện đạt tới mẫu mực. và kết quả trước khi nó đi Thái thì nó học ngoại ngữ số 6 vì nó biết chắc chắn bằng mọi giá phải đạt. mà muốn như thế thì phải tạo được khác biệt chỉ ra lõi. cho nên nó đèn nó mới Quần tiếng Thái mà tiếng Thái hôm qua nó thi nó nói như tiếng Việt ấy, các bạn ạ. vào đến vòng 2 thế là một 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 hoa hậu áo là có như biết chắc chắn nó thắng ấy. À. vì khán giả ở dưới nó ào lên cái gì thế nó rèn luyện ấy, nó hỏi người ta ban giáo hỏi mày sang thái mày thấy cái gì mày thích nhất con giải nhì brazil em thích nhất đồ ăn con ngu thật tà. con này nó cáo lắm cái gì em cũng thích bắt đầu nó phân tích để nó chứng minh không phải xã giao không phải như lũ không tuấn ban giáo khảo đã bị hạ rồi sau đó chốt đâu nhưng mà vì ban giám khảo hỏi là thích nhất cái gì thì em xin thưa thích nhất con người người thái và nó chứng minh tại sao nó thích người thái cái gì ạ à? mà đúng gì đụng mà thích người thái thì thôi tất cả khán giả thái nó ủng hộ nó vỗ tay dầm dầm nó năm ba tuổi mà nó rèn luyện đến mức như vậy sống ngoài ngữ cái gì ạ à? nhưng mà cái thú vị nhất mà sau này tôi đọc tờ báo buổi sáng này thì tôi thấy nhà báo phân tích tốt có một báo phân tích được thôi đó là nó nói đã nhuyễn rồi nhưng nó nhá chữ các bạn ạ à. nó nghe rằng nó cười nhá cái xong rồi từ, từ để nhá cái đó là thủ đoạn mà lê thẩm dương có rất khó làm vì tôi trong cuộc tôi mới hiểu thằng mc hỏi nó nó cười thì chọc lại nhẹ nhàng từ từ hạ độc chiêu luôn mày giờ chiến tranh đất nước khốn nạn thế này nếu mà mày muốn thảo luận với ai về đất về thế giới này thì mày thảo luận với ai con nào cũng mang tổng thống như. rồi tiến họ kia nó bảo không em chỉ gặp cái bà cái bà làm ra át vaccine ấy vì nó là nữ mà làm tất cả vì hòa bình ấy vì nhân loại ấy. nó chọn là chọn nữ mà nó chọn nó cáu lắm cho nên là rõ ràng nó có chất năng lực chất thông minh Cộng với rèn luyện như vậy con danh này nó có cái số ai Tôi giả định bẩm sinh nó không có Vì tôi không biết bố mẹ nó cho tôi không dám kết luận Riêng lại cái này tạo nên vô địch Các bạn ạ Vậy thì nếu như tôi là thằng Hoàng Chắc chắn tôi hơn nói ra đấy Lý do là cái gì tôi cũng liên hệ Còn các bạn đọc các bạn vô cả Các bạn muốn thành công Các bạn phải làm như em nó Mà tôi cứ lấy tôi ra làm ví dụ thì các bạn mà ông ngồi mèo khen mèo dài đuôi tôi lấy một ví dụ để tôi nói các anh chị đó là tính ứng dụng ba gạch đầu dòng nó ăn hai thì làm sao nó không thành người tài đâu. nhưng mà sau này phỏng vấn nó bảo em đi mà 59 con toàn cao thủ nhé có nhiều con đẹp lắm mà con này nó lùn có mét bảy mốt kia mét tám hết đi trước khi đi em biết em thật rất rất vì nó nhìn tương quan lực lượng Lúc này là tự tin, lúc này là phần mềm, lúc này là rèn luyện Các anh chị ạ Cứ ba tuổi ra thế giới nó luộc thế Thì các anh chị thấy tôi đâu quảng cáo cho nó Nhưng ở đây tôi rất tự hào dân tộc Các bạn ạ à, Đá bóng với thái chưa đá ra thấy thua thì làm sao mà thắng được Nó nhìn đời nó bảo nó sẽ luộc cho con Các anh chị ạ à, Bởi vì trên nền tảng Con 23 tuổi mà thằng Tâm năm nay 32 tuổi đảo số Thế mà ngồi buồn Lấy con vợ buồn quá Mày có thấy mày hèn không hả Tâm? Đây này Thưa thầy này Không Nhưng mà cũng phải Phải phục các bạn như thế Thằng nào cũng đọc khởi hợt xứng ra điều em có đọc Đọc Phán Phân tích Học Nó mới thành công đấy chứ Vậy thằng Hoàng nó liên hệ với một cầu thủ bóng rổ Thì tôi phải khen nó thôi chứ cả chả cách nào khác cả Nhưng tôi khuyến khích nữa này, nữa lên Thì cái não nó hoạt động liên tục Nó cứ đòi xong nó lên đòi Giảng viên này Danh con với ra trường gặp tôi ở sân bay ấy, Tôi kể mãi Dạy em đồng đồng nghiệp với thầy cút, ta đồng nghiệp mày à Mày láo vừa ấy Mày văn hóa làng xã thằng nhà quê Vơ vả vẩn ở đây là sự khác biệt về đẳng cấp. Đừng có hỗn Mày mới cầm bằng ra mày nghĩ mày ngang tao à. Láo dành con. Cho nên là các anh chị à. Những cái đó chúng ta phải học. Bây giờ tôi phân tích xong. Thì rất phù hợp với cái gu của anh Cường. Cho nên là xin ý kiến anh Cường nhé. Em phân tích thế có đúng không anh Cường? Chưa bao giờ thầy là chuẩn mực cả. Vấn đề ở chỗ là tôi phải chứng minh với các anh chị Và tôi phải phô diễn Để các anh chị thấy tôi sai cái gì Các anh chị chỉ chứ tôi có nhằm tôn vinh tôi Nhưng rõ ràng là những cái bài học khi ứng quả Nó đúng lắm các bạn ạ Và các bạn xem các bạn mới thấy cảm động Và rất là tự hào với người Việt Chứ không phải tôi, tôi, tôi nhằm tới một cô gái này cứ Hà Giang mới sơn La đi thi là đẹp nhất gái trẻ Thái gái Tuyên mà. nhưng không bao giờ đạt giải nhất vì các em nó trên miền núi nó mất tự tin toàn trượt phần ứng xử lần đầu tiên Việt Nam trèo lên đầu thế giới bởi vì các em nó tự tin được và bác Hàng Sơ đã đẩy cái tự tin của đội bóng lên đã luộc hết mà tôi nói mãi rồi các bạn đi nước ngoài các bạn mới thấy nhìn cái mặt nó thấy ngu thằng trái từ thằng Mã Lai mà tại sao dân tộc Việt Nam Cả một lịch sử như vậy Người nào nhìn cũng khôn mà để thua chúng nó Nhục lắm các bạn ạ à. Nhưng mà chúng ta đang thoát nhục Bởi những tấm gương thế này Các chị à? Còn các bạn không nhìn thấy Cái nỗ lực của người ta Các bạn không thấy gì cả Tôi xin mở bài với các anh chị Về chương trình học như vậy Lấy lại ý chí đi Tự hào lắm các chị ạ à? Thế là từ Park Hang Seo sang cái Việt Nam giật vô địch cái AFF Bây giờ vô định thế giới mày là cái gì? Thì tôi cần cái chị được Trường Doanh Nhân Pia.